Hello, xin chào cho anh em quay trở lại với channel của mình. Lâu lắm rồi, hôm nay em ra video. Bởi vì dạo này cũng gần Tết rồi, các bạn. Đi làm kiếm tiền, nói chung là cơm áo gạo tiền, không thể ra cái video cho các bác xem. Thì nay em sẽ hướng dẫn các bác làm cái cánh phao mà câu lục xa bờ để chắn gió chắn sóng nhé. Đấy, các bác mà dùng cái loại cánh phao này, để cánh phao này em mua cánh nhỏ nhé. Cánh nhỏ 5.000 một cái, các bác nhìn này. Nó bay hết sơn ngay. Lần đầu tiên các bác đi mua cánh phao anh bác nhúng nước đảm bảo nó sẽ bong sơn kiểu qua để các bác nhìn này, đấy, rất là khó chịu đấy. Mẹ thứ hai là cái hình này các bác nhé, cái hình này là nó là hình cánh bầu to đấy, thì nó gặp gió to ấy, nó gió thổi ấy, nó dễ bị đá đưa. Nếu mình câu lục sau bờ thì lúc nào cũng phải để cái cánh này nó trên cao, mà không ai để chìm ấy. Đấy thì gió thổi nó cứ đá đưa này đấy, thì làm sao mình khắc phục được cái mà để mình câu lục sau bờ dễ nhìn, cho phao cả cánh lên dễ nhìn mà lại không bị gió thổi. Bây giờ sẽ hướng dẫn các bác làm. Thì đây nó sẽ là cái nguyên liệu của mình đây các bác này, là cái tấm bìa nhựa các bác nhé. Đấy, tấm bìa nhựa thì bây giờ mình sẽ tiến hành cắt. Thì các bác cắt, đem nó cắt sẵn rồi, cắt theo hình này các bác này. Đây à, đây là hình gần như là cái cánh quả hồng xiêm các bạn. Đây các bác cắt nên nét cho nhìn nó rõ. Đấy các bác cắt hình này nhá, đừng cắt theo hình bầu hình tròn kiểu này. Đây mình cắt theo hình dài này. Đấy thì nhìn nó rất là, khi gió thổi ấy, thì nó không bao giờ nó bị ngã. Đấy các bác nhá, kiểu là cái phần bầu của nó nhỏ đấy. Đấy sau khi các bác cắt được như thế này thì bây giờ mình sẽ mài đi. Đấy, mục đích mài đi để làm gì? Mài đi để tí mình phun sơn nó ăn đấy. Vì em tiến hành em mài nhá, mài xước đi các bạn. Đấy, các bác dùng cái loại giấy ráp này thì mài nó xước cái bề mặt cả bên trong lẫn bên ngoài để mình phun sơn ăn đó. Bác nhìn nhá, thì mình bình thường mình thì khoảng mình muốn đổi cánh còn phao nhìn cho đẹp ấy. Bên này thứ hai là nhiều lúc các bác thấy là đi mình chạy mua con pháo rất là khó, nhiều bác gần cái tiệm câu sao ấy. Em nhà cách chỗ mua cái phao nó khoảng 20 cây, nó em chạy lên em mua được hai ngọn, thì một hai cái cánh phao đấy, thì một cái về giật cái nó toạc mất, nó rách luôn, một cái thì dùng hoắt sơn bay hết màu, rất bực mình. Lần trước em có làm mấy cái mà đấy là cái hình bầu, thế mà sau em mới phát hiện ra cái loại này các bạn. Mình làm cái cánh hình quả hồng xiêm rất là dài dài đấy, cái này nó gọi là cái gì, hợp lý nhỉ. Hình này thì có bác nào thấy cái hình này nó giống cái hình dạng gì thì comment phía bên dưới nhá, em không biết là nên gọi nó cái gì. Để các bác phải mài kỹ nhá, mài kỹ cả trong lẫn bên ngoài cho nó xước đi. Đấy thì nó sẽ được mở cái cánh phao câu lục sao bò nó không bị đung đưa. Bây giờ mình câu mỗi ngày đặt trời như ngày mùa đông thì không sao, nhiều hôm các bạn câu trời mùa hè vừa thả cái ổ ra mà mình ném phao ấy, ném phao ngoài xa đấy, gió thổi đưa không thể nào mà nhìn được. Còn nếu mà đánh gần bờ thì lại không được cá to đấy, rất là khó chịu. Em gặp mấy lần trường hợp như vậy rồi. Rồi này mài kỹ rồi vì nó xước hết này, các bạn nhớ khi lúc đầu mình cắt, mình gập vào cắt xong này mình mới dùng giấy ráp mình mài tròn cái này, tròn đều đấy thì nó sẽ rất là đẹp. Bây giờ sao các bác nào uốn góc vuông nhé, con đợi em một chút. Đấy, khi mình làm này mình phải tạo góc vuông. Đấy, các bác tạo như thế nào các bác nhìn nhau khi mình cắt xong nhé. Đây là cái mặt vuông các bác này, thì cái này hình của mình nó đang bẹp đúng không? Đấy, các bác nhìn nhau, nhét vào đây cái này bằng nhựa đó. Dùng bật lửa hơi cái này là nó sẽ thành hình ngay, hơi qua thôi là nó sẽ thành hình vuông ngay. Đấy, các bác nhìn chưa, đó bao nhìn này, vuông luôn, vuông chằn chặn luôn, có nhìn nhá, vuông chằn chặn luôn chứ nó không bị cong. Đấy cái này cũng làm tương tự như vậy. Đấy, đấy bao nhìn chưa, mình cứ phải đè chặt nó vào phần này thì nó tạo hình mới ra đó. Rồi ok, đấy bao nhìn là vuông chằn chặn luôn. Bây giờ sẽ tiến hành là cái công đoạn mình làm cái ống nếu tròn tròn
Để sau này mình sẽ đút vào cái tâm cái cây này các bạn. Để em phút làm mấy cái ống đấy nhá. Thì hết mất cây rồi các bạn. Thì dạng hết mất cây em lấy cái ống sữa định ra lấy cái ống sữa mút rồi ấy, nhưng mà hết mất rồi. Thì em lấy cái ống sữa mà mình chưa mút đấy. Này tí biết vợ này nó mút bằng cái gì. Rồi bé rồi anh. Đây mình cắt đi nhá. Cắt xong mình đo đúng một cái phần phần dài của nó này. Phần chiều dài dọc xuống đó có nhìn nhé. Mình làm rất là đơn giản rất dễ, cái này chỉ em làm quen chỉ mấy phút là được một cái cánh ngay mà đẹp. Nói chung là sự các bác nếu mà so em thấy nó đẹp hơn ngoài quán người ta làm em. Rồi bây giờ mình tiến hành xỏ lỗ các bác nhé. Đây bây giờ mình sẽ tiến hành xỏ lỗ trên cái bề mặt của cánh hoa các bác. Để xỏ lỗ thì tí mình cố định nó lại đây. Rồi, cái này cứ lấy nát đi đâu nhỉ, ok chưa, để lấy nát vào đây các bác nhé. Rồi, ok đây mình sẽ xỏ lỗ vào cánh để tí mình buộc nó vào, nó cố định lại. Đây các bác cứ cầm kim xỏ lấy hai cái lỗ đấy, em làm rất là chuyên nghiệp, em đảm bảo các bác là tí các bác cho xem cái cánh nó đẹp hơn cánh ngoài quán nữa. Đấy lỗ trên và lỗ dưới mà các bác câu như thế này thì đảm bảo là gặp gió to đấy, mẹ sóng thì không 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 sợ là khó nhìn. Nói chung là mình đi câu gặp sóng gió là không thích rồi đấy. Đầm lấy hai lỗ nhé. Cái này cũng làm tương tự như vậy, các bác phải ướm làm sao nó đều nhau nhé. Đấy các bác nhìn nhé, ướm làm sao đều nhau thì cứ cho chọc này đâm vào cái lỗ cũ là sẽ sang được cánh mới, cái lỗ của cánh mới. Ok đấy. Nhìn chưa. Này trước em cũng đã hướng dẫn các bác làm một lần cánh rồi, hôm nay video nó hơi dài. Này cánh em làm cánh bầu, cánh bầu thì mình nhìn thì nó cũng tương đối nhìn dễ, nhưng mỗi tội là gặp gió đấy, gặp gió là ảnh ngay không nhìn thấy đâu ạ. Em câu mấy lần nó khó chịu lắm, cứ gió to ấy là cá nó đè nhẹ không thể nào biết đâu. Ok đây là 4 lỗ các bác nhé. Đây là cây sữa thì mình giờ sẽ cố định nó lại bằng dây đồng, có nhìn nhá, đoạn dây đồng rút đấy. Chỉ cần xỏ qua nó như qua nó, các bác nhìn đấy rất đơn giản, không đâu đâu. Dây này hơi dài chắc em sẽ cắt làm đôi. Mình đi câu đấy không phải lúc nào mình cũng có thời gian để mua đồ, thế thỉnh thoảng mình ở nhà mình rảnh rỗi mình lấy ra mình làm rất là hay. Thứ hai là cái đồ mình làm thì nó sẽ là hợp ưng ý mình ấy. Lần đầu thì làm nói chung là nó không được đẹp, nhưng mà lần thứ hai thứ ba làm sẽ rất là đẹp. Em cũng vậy, lần đầu thì cứ thử mày mò làm lần đầu nó không đẹp nữa. Cái dây làm xỏ nó bị gãy là nó không qua lỗ đó. Rồi một dây đó, bây giờ mình sẽ xỏ tiếp tất tất cả dây còn lại các bác nhé. Em sẽ tua đoạn đi không để video nó dài quá các bác xem lại nó hơi nhàm chán. Rồi ok đấy các bác nhìn chưa, xỏ dây đồng thông từ bên này sang cánh này, từ cái này cũng vậy đấy các bác nhìn chưa, nó đã bắt đầu là vuông góc đấy. Thì các bác sẽ cho cái ngọn ống sữa nào vào bên trong sữa này. Đấy. Này hướng dẫn các bác thì em làm nó hơi lâu, nó ngượng ngượng tay ấy. Còn đâu nếu mà mình em làm thì nó nhanh lắm, vặn phát xong ngay. Thì là cũng quen tay, nhà thỉnh thoảng rỗi em cũng toàn làm nối này ra làm mấy cánh cho nó đẹp. Nói chung là đi câu độ này không có thời gian mấy. Nhưng bác là đi làm suốt thì em bữa nào cũng về ạ, 7 giờ về đấy, tăng ca 7 giờ. Đấy, thì chủ nhật này mới đi câu mới đào video cho bác xem, nhiều bác mong quá này. Có bảo là sao này thấy bác ít đào video thế thì Tết rồi các bạn. Giờ đi làm kiếm tiền tiêu Tết ạ. Đến mấy nữa sang năm thì chắc là mới đi câu nhiều hơn thì mới đào nhiều video cho anh em xem. Đó anh em nhìn chưa, vặn cái là nó chắc ngay, nhất định là buộc bằng dây dây phải buộc dây cố định các bác nhá. Nếu không buộc dây cố định là mình giật nó bong ra ngay, bung ra ngay. Đấy, bác xoắn dây đồng này. Rồi, ok, xong thường thường mình sẽ cắt đi. Đó. Đấy, các bác nhìn chưa? Tương đối là đẹp nhé. Đấy, sẽ uốn này nó vào dây nó sẽ... Đấy, các bác nhìn chưa? Cánh em cắt rất là tỉ mỉ đấy. Đấy đẹp. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy keo con voi để gắn lại. Để em lấy nó keo đó. Rồi keo rồi bác ơi. Thì đây bây giờ anh em sẽ nhỏ đó, các bác nhìn nha,
bọn phải kín nhỏ dọc theo phần cánh đấy, nhỏ keo ấy nó cố định ngay đấy, bóp cái này vào là để cho nó không hở, một lúc nó khô ấy là đẹp ngay đó. Nó dính vào tay ừ. Nó bị dính tay nó đẩy mất đó, con một chút nó cứ cứ như cái nhỏ đều đó nha. Ok. Rồi, các bác nhá, nhỏ keo nhớ là nhỏ cả lên cái phần này, bỏ cái ống mút này nhá, để tí mình phun sơn nó mới dính được, còn nếu các bác nhá, không nhỏ phần ống mút nó không dính được sơn đâu. Đấy, rồi cái ống mút này, ống mút này các bác này, ống mút này rất rất là trơn, mình phun sơn mà không nhỏ keo vào kiểu không tạo độ ráp cho nó đấy thì tí một lúc là nó mình đi câu nó bay sơn ngay. Nó nhìn xem. Rồi ok. Đó nhìn này. Cánh đối xứng rất là đẹp. Đấy, vô cùng đẹp luôn. Anh em mình xem. Đấy, bây giờ các bác đợi em đi sơn nữa nhé. Em nó sơn màu đỏ rồi. Ok, em nó sơn vào các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn chưa? Đỏ đẹp luôn. Đó nhìn này. Ngay cả phần ống mút này này nó dính sơn ngay. Đấy, nó không bong được. Các bác nhìn chưa? Khe rất là mịn đẹp. Đấy, hình bầu dài dài các bác nhìn này. Đấy, đây là cánh nó rất là to, các bác nhìn câu lục sao bờ rất là phê, đẹp luôn. Quay góc nào cho nó ánh sáng nó đẹp nhỉ. Này đâu. Đấy, mình quay cho bác coi, đợi em là để chân máy bên này quay nó đẹp nhé. Thôi bác thông cảm là đi làm thì trời nó tối quá. Đấy, cũng muốn quay ban ngày nó đẹp nhưng mà trời tối quá, thành ra chất lượng video nó không được ok lắm. Đẹp này, đến giai đoạn này bác xem. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, cánh rất là đẹp luôn. Này hơi chọn đấy chọn lại vẫn thấy góc bên này đẹp nhất. Đấy, anh em làm như thế này thì mình lúc mình đi câu ấy thì nhìn nó sẽ rõ, mà cái cánh nó không không bầu như cánh này gió thổi nó bị tạt, mà cánh này bầu thì không tạt, mà cánh to nhìn rất là sướng. Đấy, các bác nên làm như em. Thứ hai là cái sơn này các bác nhé, nhìn thế này thôi. Nhìn thế này thôi nhưng mà các bác mà đi cho xuống nước cái nó hồng tươi ngay, nó hồng tươi, đây là màu đang thẫm. Nếu mà em đã đánh nó nhạt nhạt thì có nhìn nhạt, nhạt nhưng mà các bác cho nước cái màu đó đẹp hơn màu này, đẹp hơn rất rất là nhiều, nó hồng tươi luôn, nó không thấm như này đâu. Để nói chung là nó do ánh sáng ấy, em nhìn mắt bình thường nó cũng chả hồng, có nhìn này. Đấy, khi cánh nó quay có nhìn này, đẹp thế này cơ mà. Này, có nhìn nhá, quay mặt này thì nó thành hình quả hồng xiêm. Quay hình này có nhìn nhá, vẫn đẹp luôn. Nói chung là rất là mướt mượt. Cái cánh phào mùa này không thua, cái phào mùa các bác nhìn, không thua, sóc hết sơn. Đó, sau này mình sẽ tiến hành lắp vào đó, thêm nó một quả ngọn như này là ok quá này. Bác nào đã từng xem video của em thì biết đấy, cái cánh hoa này của em quay rất là đẹp, màu còn đẹp hơn cả cái màu này. Nó nhìn nào, cánh trông thấp như này thôi nhưng mà màu lên rất là đẹp luôn. Các bác nhìn này, thì em sẽ thử ở trước gió quá nhé. Bây giờ em sẽ làm một cái ví dụ cho bác xem khi mở cánh phao của mình gặp gió nhé. Đây là hai cánh, các bác nhìn này. Đây là cái thân cánh cũ của em, các bác nhìn xuống không đấy này. Đây các bác nhìn là thân cánh cũ thì nó là thân trơn luôn, thân trơn thì rất là trơn đúng không bác, còn thân này là thân xoắn. Các bác nhìn này. Khi đây là thân xoắn thì chắc chắn là thân xoắn này cái độ trơn nó sẽ kém hơn rồi, nhưng mà giờ em sẽ cho là gió để cánh nào sẽ ổn định tốt hơn. Thứ nhất là em sẽ cho vào cánh cũ của em, các bác nhìn thân trơn nhé, cho vào gió, góc gió to nhất. Đó, quá nhìn nhá. Để tay em xoay này, nó không thể nào quay được, quá nhìn nhá. Quay kiểu gì? Quay các kiểu luôn, tùy thời là nó sẽ đứng như thế này đúng không? Này, đấy, không thể nào quay được, cái bác nếu không quay được thì cái phao sẽ ổn sẽ như nào, như này con chim, cái bác không thể nào phân biệt được khi nào cá tí đúng không? Này, này, này. Đấy là mình câu sau bờ khi nó tìm mạnh hẳn nó mất phao thì còn biết, chứ mà nó nhiều lúc hơi gì mà nước hơi nổi gì không thể biết đâu. Nhiều lúc cái cánh phao này của em quá nhìn nhá, đặt đúng vị trí gió này, cái phao to này để bà con nhìn, bà nhìn nào, đây thân xoắn là nói nhá, cho nên là ở đây bà nhìn thân xoắn là nói nhá, đặt chiều gió đây. Đấy, bà thấy chưa, xoay ngay nó, khi nó xoay thì nó sẽ ổn định phao ở vị trí ban đầu. Đấy, bà nhìn nó xoay nó sẽ ổn định phao ở vị trí ban đầu, nó không thể nào mà nó ngả nghiêng được. Đấy, bà nhìn này, đặt xoay, đấy bà nhìn nhá, đặt nhá.
đấy, xoay ngay này, đặt lại phần nữa này đấy, có nhìn xoay ngay đấy, xoay rất là hay, là phao mình nó ổn định luôn, lúc ổn định nó không bị ngả nghiêng ngả nghiêng, có nhìn thấy chưa, đấy là công dụng của phao hình của ống xiêm, cánh ống xiêm, có nhìn nhá, rất là phê. Vâng, cho này quay vào mắt đấy, mặc dù nó thân trơn luôn. Thì chúc anh em thành công với cái phao mới, cánh phao mới của em, quang hãy làm theo thì đi câu xa bờ sẽ ổn định rất nhiều. Và vẫn nhớ là cái nọ sơn bài nhà mình trước em hướng dẫn đấy, mua nó về phun thì rất là đẹp, và nhớ phải phun cho keo vào cái vị trí này thì mình phun nó mà ăn keo nhé. Đấy, màu thì trông nó thế này thôi các bạn, ta nhúng được cái hồng tươi ngay, đặc biệt là màu sơn nhúng được cái trông nó mới này, nó hồng tươi, hồng rực như này. Chúc anh em thành công nhé. Rồi mình sẽ chủ nhật sẽ tiến hành đi câu cho bác nhìn vào phòng anh em nó phê thế nào. Anh em thấy video hay hãy like share để ủng hộ kênh nhé. Thì chủ nhật tuần tới này em sẽ đi câu và quay bằng cánh phao cho bác xem nhé. Thank you. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.